đội nào ném được nhiều đồ vật trong vòng 30 giây và bắt được, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ đội cô Bích Trâm chơi đầu tiên. Sẵn sàng chưa? 30 giây bắt đầu. Cô Bích Trâm ném bằng trải nghiệm đam mê của mình, đang cố gắng sức phá để gỡ hòa lại cho đội nhà. Cố lên nào toàn đội ơi. Có vẻ không phải là sở trường của mình nên Tuấn Hiệp không có bắt được quả nào. Một, hai, cá nhiều quá ba. Câu của cô Trâm là 11 đồ vật các bạn. Và bây giờ cơ hội của Thanh Thức. Xin mời về vị trí. 30 giây cho đội Thanh Thức bắt đầu. Lần này chú Thanh Thức rút kinh nghiệm từ cô Bích Trâm nên không vội vã mà phong thái rất từ tốn, nên các bạn chụp tương đối dễ. Nhưng mà đội này hay nhỉ, sống nội tâm ghê luôn ý, chả hô hào gì cả. Các bạn ơi, chúng mình quen nhau mà. Quen nhau mà, hô cái nào. Bự hả? Trời ơi, ba cái nó nén phí. Trời ơi. Đếm nha, mọi người cùng đếm này. 1 2 3